Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh cuối cùng của bảng C, cũng là thí sinh cuối cùng của buổi thi ngày hôm nay, Nguyễn Thị Hồng Liên, 39 tuổi, đến từ Bình Dương, mã số 07. Bằng trái tim yêu thương, hãy hát lời yêu thương.
Quý vị, ca khúc Điệp Khúc Tình Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của Nguyễn Thị Hồng Liên đến từ Bình Dương. Và bây giờ xin được kính mời nhạc sĩ Quốc Trung có đôi lời nhận xét ạ. Tôi không biết tập cuộc thi này dành cho cả ca sĩ chuyên nghiệp hay là được đào tạo cũng được tham gia. Chỉ hạn chế tuổi hay là hạn chế cả về chuyên môn? Dạ, bất kể ai miễn trao trong độ tuổi đó là có thể tham gia được. Chắc xin lỗi chị, chắc là chị đã ca hát nhiều hay là ca sĩ lâu năm rồi. Trông thứ nhất là trông chị diễn rất là bản lĩnh, rất là chủ động, và thứ hai cách hát cảm giác như là phải là một ca sĩ chuyên nghiệp đã đi từng đi hát rất là nhiều rồi. Không biết tôi có làm lộ bí mật với thí sinh hay không, hoặc là có đoán sai không, nhưng mà chị cảm giác là chị thứ nhất là tất nhiên là hôm nay chủ đề hôm nay thì chị chọn bài hát về quê hương, nhưng tôi cảm giác là chị như là một ca sĩ nhạc gia mà đã có rất là kinh nghiệm, và khi biểu diễn thì rất là chủ động và rất là, và tôi tin chắc là chị sẽ còn thành công nữa. Xin cảm ơn lời khen tặng của nhạc sĩ Quốc Trung. Quý vị có thể ủng hộ cho thí sinh cuối cùng của đêm thi ngày hôm nay bằng cách soạn 07 gửi đến tổng đài 8534. Xin được cảm ơn chị Hồng Liên.